Hello, xin chào các bác nhé. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ lên sóng cho một bác một con xe rất là cọp luôn, BMW 325i 2003. Bản này nó rất là đẹp anh chị ạ. Con xe này chủ xe độ rất là nhiều đồ, rất là hay, cực kỳ hay luôn. Đăng kiểm thì dài miên man đến tháng 4 năm 2022. Đấy, 325i 2003 nhập khẩu nhá. Đấy, động cơ là 2.4. Thì xe sơn xi rất là đẹp. Đây các bác nhìn này. Đấy, bác nào có nhã hứng mà muốn mua BMW dọn lại để đi kiểng này thì đây là một con xe khá là ok luôn này. Đấy, những quả gương chủ xe độ này. Đó, thứ nhất này, thứ hai là bộ mâm này. Đấy, bộ mâm đa chấu kép. Rất là thể thao. Sơn xi chiếc này là, đây các bác nhìn này, rất là bóng, form dáng thì rất là liền lạc luôn. Ống xả kìa. Đẹp luôn, tên tư nhân biển Hà Nội nhá. Và chiếc này thì được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ. Rất là hay. Đấy, xe thì nội thất rất đẹp. Mà cửa tiền lại còn đẹp, đẹp hơn cơ. Hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu. Anh em có BMW 325i. Đấy. Đăng kiểm này. Đấy, gương xe đẹp chưa? Và cái màu nhũ của nó có gì này. Đấy, những cái màu của nó, màu nhũ của nó nhá, ca may này. Rất là óng ánh luôn nhá. Đấy. Có gì này. Óng ánh cực kỳ luôn. Đây. Đó, sơn xi đẹp, form dáng này thẳng căng luôn chị ạ. Cái dòng 325i này, E46 này thì là rất là nhiều, được nhiều anh chị mua về để độ lên thể thao, để đi kiểng. Đấy, những cái lưới tản nhiệt đằng trước này cũng là độ nhá. Đó, đây là cái chắc cực luôn, móc kéo. Ở dưới này là đèn bi nhá, trên này là đèn bi này, đây là đèn nét này. Đấy, cực đẹp luôn. 155 triệu. 155 triệu là bao hồ sơ vận chuyển các bác nhé. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em Di Quang ô tô chất. Đấy, và trong nội thất này, cho bác xem này, ghế là ghế da nhá, ghế da nguyên bản. Ghế chỉnh điện này, nhiều ghế 3 vị trí, 2 ghế trước là chỉnh điện nhá. Đèn pha auto tự động này. Đấy, vô lăng 3 chấu thể thao, cruise control ga tự động này, đầy đủ nhá. Tổng lớp hạ kính chỉnh điện, gương chỉnh điện. Đấy. Đâu chưa? À cái đây rồi. Chốt kìa. Ok luôn. Xe trang bị 6 túi khí an toàn. Nội thất của nó em nói này, các bác nhìn này. Da nguyên bản nhá. Đấy. Da nguyên bản này. Còn rất là liền lạc luôn, táp lô táp ly. Màng loa này không rách luôn, phím bấm đầy đủ nhá. Đây. Ghế da rất là đẹp, con này căng, cực kỳ căng luôn đấy ạ. 155 triệu. Đấy. Còn đầy đủ đồ nghề luôn. Đó, bẹ tí tay này. Đó. Tem này. Nguyên bản nhá. Rất đẹp. Form dáng rất là liền lạc luôn. Thì con này động cơ 2.4 dẫn động cầu sau anh chị nhá. Ống xả này. Nhìn nó rất là mới luôn. Anh chị nào mà có nhà hứng mua này về dọn để đi kiểng này. Cà phê cà pháo rất là hay. Đấy. Cốp mở điện. Đấy, trong này không biết đồ nghề còn không, chắc là còn. Đây, còn mỗi cái hai cái đồ mở lốp thôi và cái đồ kéo xe. Đó, xe có như nào bên em để bên thế nhá. Đấy, tiếp theo là cái lốp dự phòng, kích lốp ok. Đây là đồ cảnh báo này, còn đầy đủ nhá. Đó, tôn vỏ cái dòng BMW này thì nó rất là cứng. Nó cực kỳ là cứng và cách âm cực tốt luôn. Sơn xi của nó bóng nhảy luôn anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Con này về rất là liền lạc. Về việc sẵn đi thôi. Máy số rất là êm. Đó, táp ly có nhìn này. Đồ nhựa nhiếc này, rất đẹp. Đây là cái phay vân gỗ nhá. Nguyên bản theo xe. Đấy, bệ tì tay này. Đó, những cái thứ như này nó còn nguyên bản này, có nhìn này. Những tiểu tiết nhỏ này mà nhìn còn rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, tổng lớp hạ kính này. Rất đẹp. Đó, 155 triệu các bác ạ. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Em Di Quang ô tô chất. Đây, ghế da này. Bác nào không thích thì có thể thay bộ ghế da thành màu khác, nhưng hiện tại con này nó vẫn là đang là da zin. Đấy, da voi zin luôn. Nguyên bản theo xe nhá. Ui dày lắm anh em ạ. Cái da zin của nó thì cầm sờ nó rất là sướng, êm ái. Ghế chỉnh điện, đấy. Hoạt động bình thường luôn. Cửa tiền khá là ổn cho một em đăng kiểm dài 2003 nhập khẩu.
Đấy. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Rồi. Form dáng rất là ngầu luôn. Thấy bác nào quan tâm alo cho em, mình sẽ lổ máy cho bác xem. Thì hiện tại thì đầu vẫn là đầu nguyên bản này, điều hòa auto tự động này, đóng mở rèm còn hoạt động luôn này. Điều hòa này, auto tự động này. Đóng lên rèm đây. Ố. Hạ xuống này. Đầy đủ luôn. Hai đèn trần sau này còn nguyên nhá. Đấy, trần được bọc da này. Sạch cực luôn, không còn là lỉ nữa. Nên chủ xe rất là ngại bẩn nên bọc con này cho đỡ bị mốc này. Rất ok. Vô lăng ba chấu thể thao. Đấy, có gì này. Ok luôn nhá. Nhìn có nhìn cái màu xanh này này. Đấy là cái limit và giới hạn tốc độ đầy đủ hết này. Cruise control, ga tự động luôn. Đấy, nhận biết giọng nói này. Vô lăng ba chấu rất đẹp. Cực đẹp luôn đấy ạ. Mọi chi tiết này. Rất ok. Cửa gió điều hòa này. Đấy, còn mới nhá. Còn rất là đầy đủ nhá. Không gãy lan nào. Đấy, có gì này. Rất ok. Đấy, đèn auto tự động này. Sang A là auto tự động anh chị nhá. À. Đó. Em sẽ vào em cho các bác xem phần khoang máy động cơ nhá. À đây, thì đồng hồ đây. Đấy, đồng hồ này hiển thị 18 vạn này. Và đang báo một cái lỗ túi khí này. Thì con này nó nhiều túi khí lắm. Cái dòng này ấy, nó hiện lên túi khí là chuyện quá bình thường luôn. Đó, phải công nhận là cái tôn vỏ các bác nhìn này. Căng như gương luôn. Đấy, rất căng luôn chị nhá, nhìn này. Đấy, tôn vỏ rất đẹp. 155 triệu đồng. Bộ vành rất đẹp, sơn xi đẹp. Đấy, đôi gương rất thể thao luôn. Đó, đây chị nhá. Rồi. Rồi. Máy dọc dẫn động cầu sau 6 máy. À, lắp thêm một cái bộ này nữa này. Này nó để đua hay là đánh võng drip hay là để làm cái gì cho nó cân bằng, nó không bị lảng xe này. Đấy. Ok nhá. Rất là đẹp luôn. Không tai nạn đâm xô gì cả. Đời này bây giờ chỉ cần không tai nạn đâm xô. Đấy, máy êm, số lẩy mượt. Gầm bẹ chắc. Sơn xi đẹp. Thế là ok thôi. Đấy, coi nhìn form dáng rất là đẹp luôn. Đấy, lắp cabo này. Cái dòng BMW xe của Đức này thì nó là một cái dòng xe nó quá là bền. Nó cực kỳ bền đấy chị ạ. Rồi. Bác nào quan tâm đến con 325i này. Đây, một con xe rất là cọp này, sơn xi đẹp. Máy số chất, nội thất đẹp. Đấy, thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang ô tô chất. Và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên bên chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em, thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng đấy chị nhé. Rồi, ok, hẹn gặp lại anh chị.